Mày cứ nghịch đi, tao bỏ nhà cho mày chết. Ngọc cốc vào đầu em trai một cái. Chuyện là buổi sáng, thằng em của cô đi phá làng phá xóm, làm cô bị chửi quá chừng. Biết tính nó vậy rồi, chửi thì dở, mà đánh cũng chẳng giống ai, mệt bỏ xử. Gì vậy bà già? Công vênh mặt, nhưng nhanh chóng bị khí thế áp đảo của người chị đè xuống thành cơm như hến. Từ đằng xa, một giọng nói khản đặc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa hai chị em họ. Sắp đến trưa rồi, chúng mày về nghỉ đi. Làm suốt quá sức chết cụ chúng mày. Đó là ông Minh trưởng làng, một người đàn ông cục cằn nhưng tốt bụng. Hai chị em nghe thấy liền đồng thanh vâng lấy lệ. Hiện giờ, họ không thể nghỉ được vì sắp tới, thương lái mua gỗ cần lấy số lượng lớn. Điều tiên quyết là phải tập trung sắp xếp các cây gọn gàng ở bãi đất trống, rồi chặt từng khúc theo kích thước quy định. Hầu hết các công việc nặng như đốn cây, khuân vác đều do công đảm nhiệm. Còn Ngọc thường ngồi tính toán đồng ra đồng vào, đảm bảo số lượng gỗ luôn đáp ứng bên cầu. Thì thoảng lắm mới cầm rìu lên chệ gỗ giúp em trai. Dù tin hay không, phần lớn năng suất gỗ của làng đến từ hai chị em nhà Ngọc. Sức khỏe siêu phàm của cậu nhóc và tri thức của người chị đã biến điều phi thường thành khả thi. Và chính họ, từ vô gia cư, trở thành một trong những nhà giàu có nhất làng, giàu có nhất trong những người nghèo. Khối lượng công việc lớn luôn đi cùng rủi ro về tính mạng, nhất là khi khu rừng bao quanh làng toàn những chúa sơn lâm hung bạo. Những kẻ đi bằng hai chân săn cả chúa sơn lâm cũng hung bạo không kém. Vì thế, ông Minh cứ nơm nớp lo sợ hai đứa chúng nó lỡ đâu bị bọn xấu cướp của, cướp mạng, lại khổ cái thân già ông, khổ cả cái túi tiền nữa. Độ khoảng 2 tuần gần đây, chứng đau lưng của ông tự nhiên dở quẹ. Ông sợ có điểm gỡ nên hay tới lui tại bãi đất trống. Rồi chẳng hiểu sao, nhớ lại cảnh từng bắt gặp hai chị em Ngọc thu lưu ở bìa rừng trong đêm khuya sương khói mờ nhân ảnh. Khắc sâu trong tâm trí của ông là vóc dáng gầy trơ xương, tấm áo khoác cũ rách rưới, hai cánh tay khẳng khiu nâng miếng vải cuốn quanh hình ảnh sở sinh bụ bẫm đang thiêm thiếp giấc nông. Trong mắt đầy cảnh giác ấy, ai dám nói chúng đến từ con người cận kề cự tử cơ chứ? Dù sao, cuộc gặp mặt đó đã xảy ra vào 15 năm trước rồi, có nhớ lại thì cũng hơi ly kỳ thật. Ôi trời ạ, nhức hết cả đầu. Hôm nay, đất nhà khói mờ thẳm cỏ xanh rì, trời sáng nhưng chẳng thấy màu đại dương. Công trầm tư, vờ nhìn xa xăm cho ra dáng người trưởng thành. Bóc, thêm một cái cốc nữa có lẽ sẽ giúp cậu quay trở về thực tại. Cậu hét toáng cả lên. Đau! Sao thế? Ngọc nheo mắt, tay lăm lăm con dao phay. Không có gì đâu ạ. Công vừa xoa đầu, vừa gườm chị gái. Đúng là chim bay tự do, không thể nào quên chuyện bị nhốt trong lồng. Ấy là chưa bao giờ cậu lại bị ai đó kiểm soát từng hành vi đến vậy. Cô chị gái bụng miệng cười, sau đó vỗ vai em trai. Đoạn, cô nói tiếp. Thôi thì về, hôm nay thu xíu củi nhỏ bán cho hàng xóm, lấy tiền mà đi ăn vặt. Công nhíu mày nghi ngờ. Thật không? Thật, tao cũng mệt rồi, buộc đống cành củi lại cho chị. Cậu nhóc thoát cái xong việc, tay xách bó củi, tay còn lại chị ra đằng sau lưng. Mệt quá thì có cần cõng không? Không cần, mày làm như tao là con tiểu thư nhà giàu không bằng ấy. Gơm. Cẩn thận bị giam, chưa hết câu. Ngọc đưa tay lên chắn miệng, khục khạc trong cổ. Hạn chế đi ra ngoài từ sớm đi chị, xoang mũi lại khổ ra. Kệ tao, tao bị họng chứ. Nói chung đừng có nói nữa. Tùy chị. Làm việc vất vả suốt mấy ngày này, Ngọc và Công cuối cùng cũng hoàn thành đơn đặt từ tay bùn gỗ và trở về cuộc sống thường nhật. Ý như rằng cậu em trai lại lên cơn quậy phá, trường lang thậm chí đến tận nhà hai chị em đều của trách. Mà mẹ cái thằng oát Công, nó đi gõ cửa gõ nhà khắp làng, đêm khuya rồi nhưng nó lại không cho ai ngủ. Nó có ở nhà không? Bảo nó ra, ông xử trí nó nhanh gọn. Có gì cho con xin lỗi ạ? Mày chiều đó quá con ạ. Trưởng làng tỏ vẻ không hài lòng, ông tiếp tục cào nhào. Nó còn thức không? Dạ, nó ngủ rồi. Ngọc mắt nhắm mắt mở, trao mày nhìn vào cửa nhà. Có gì mai mày nói nó đến nhà tao làm việc nhé, khổ lại làm phiền mày nữa. Trưởng làng bỗng nói bằng giọng ngọt xớt, sau đó đón rén rời đi. Hình như ông cảm thấy run sợ trước luồng hắc khí đen kịt đang bốc ngùn ngụt trên cơ thể cô gái thì phải. May là nhà của hai chị em nằm tận ngoài rìa làng, chứ không lại một đêm mất ngủ vì tiếng nồi niêu xoong chảo và tiếng hét bất lực của tên nhóc phá hoại. Sáng hôm sau, Công đến nhà gặp trưởng làng Minh, tưởng bị mắng cho một trận tơi bời. Ai ngờ, gặp mặt bàn chuyện công việc. Mày quậy phá vậy, chị làm khổ chị mày. Chỉ bằng mày lấy cái sức đó đi làm bảo vệ cho đoàn giao thương có phải tốt hơn không? Như cá gặp nước, Công rối rít mừng rơn. Ui, thế thì tốt quá. Cậu giờ điệu cười khả ố. Bởi lẽ, đây là cơ hội ngàn vàng, cơ hội ngao du thế giới bên ngoài. Trưởng làng sọc sọc điếu thuốc lào, bứ bứ trong miệng đụng khói trắng. Nói là bảo vệ, nhưng thực chất mình đi phụ bốc vác cho các anh nhiều hơn. Nói trước để cậu biết,
tránh đòi nghỉ việc vớ vẩn. Cháu biết mà, nhưng ông đừng có nghĩ về cháu như vậy chứ. Lương lậu ổn cháu làm hết. Căn phòng giờ như bị bụi mịn phủ kín, đôi mắt lờ đờ kia. Hẳn là thế rồi, ông già bắt đầu lên cơn say bí tỉ. Đeo mẹ, này lịch sự thế. Công xém nữa ngủ gật, nhưng cố vỗ ngực làm uy, hùng hồn đáp. Ngươi trưởng thành, về hỏi ý kiến chị mày đi. Mày không nói trước nó không cho đi đâu. À ơ nhờ, quên mất bà già kia. Mà lo gì bác, cháu mà thuyết phục thì thể nào bà chẳng trả lời. Không. Ngọc sau khi nghe qua lời công kể, cô lắc đầu từ chối ngay. Tôi lạy bà đấy, đã bảo là không đâu mà. Xem ra thuyết phục chị gái khó hơn công nghĩ rất nhiều. Còn mỗi bước nữa là thoát khỏi bà chị gái suốt ngày căn nhăn, nên bỏ cuộc giữ chừng phí lắm. Phải cứng đắn, lý lẽ hơn nữa. Chị nghe em này, giờ em cứ rú rú trong làng như vậy, không trầm cảm thì chết vì ế như chị. Còn chưa kể, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, em đi được trưởng thành, giúp cho vương quốc thiếu nụ cười này có tương lai tươi sáng. Ngọc suy suy mấy tiếng, tay bận bịu đan lát, mắt đi theo đường chị. Cô rõ ràng không quan tâm công nói gì. Mày ở nhà phá nhà, ở làng phá làng, thế mày đi ra ngoài phá người ta à? Ai bày cho mày cái ý tưởng đấy thế? Trưởng làng đấy bà cố. Công hậm hực. Mày xạo vừa. Thề luôn, em điêu em làm con chó. Xạo tao đánh chết mẹ mày. Ừ, em có mẹ đâu mà đánh chết. Ngọc thốt nhiên dựng tay, nhìn em trai bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Cậu nhóc sợ quá liền bỏ chạy khỏi nhà. Gian phòng trở nên lặng yên, trầm lắng như lặng chủ nhân của nó. Đáng lẽ ra mình không nên cư xử thế. Quay lại đây công. Thì ra cậu nhóc chỉ đang núp bên ngoài cửa. Ngọc tiếp tục gọi thêm vài lần, mãi cậu nhóc mới chịu vào nhà. Cô nghiêm nghị bảo, làm gì thì làm, gặp khó gặp khổ đừng đổ lỗi cho ai hết, tao để mày tự quyết định. Công cười hành hạch liền chạy đi. Em cảm ơn, em đi báo lại cho ông Minh đây. 5 năm sau, nhờ vào công lao của hai chị em nhà Ngọc, ngôi làng phát triển thần tốc, khiến người ta quên luôn diện mạo cũ của chính ngôi làng là như nào. Mặc dù ở vùng đồng bằng bao quanh là đồi núi hiểm trở, song tuyến đường lát gạch xuyên qua núi do Ngọc đề xuất đã giải quyết tất thảy những vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hóa. Tiếng thơm dành cho hai chị em Ngọc ngày một gia tăng. Ờ thì cả tiếng thối cũng thế. Một số người còn nghi ngờ Ngọc là ma quỷ đội lộn người, dụ dỗ dân làng bằng trái ngọt để rồi một ngày nào đó lấy hết mạng người nơi đây. Nghe cũng có cơ sở ấy chứ. 15 năm ở trong làng, chúng không đem lại bất cứ lợi ích gì cho chúng ta ngoài thằng quỷ suốt ngày đi cận nhà khắp nơi. Bỗng 5 năm gần đây lại đứng ra như thể đấng cứu thế ấy. Nghi không? Nghi chứ. Sự thật thì sao? Trộn không? Có ông trời mới biết. Đến cả vị trưởng làng đáng kính, luôn quan tâm đến chúng, cũng chẳng hiểu được chúng nó nghĩ gì mà lị. Làng trước giờ nghèo vì trí thức không có. Thôi, cứ lấy lý do dân trí thấp để tạm gác mọi chuyện vậy. Ngọc tự nhủ, cô chán cái kiểu nghe người đời nói xấu mình rồi. Nếu không phải vì giữ hình tượng người phụ nữ giỏi giang, chăm chỉ, hiền lành, thì cô sẵn sàng đập cho mấy đứa chuyên đi nói xấu mấy nhát. Với lại, nghe nói công được nghỉ phép một tuần nên nấu gì cho nó ăn nhỉ? Bằng việc dành hầu hết thời gian luyện tập, chạy đây chạy đó, nhận việc bảo vệ các đoàn thương gia, lái buôn cả trong lẫn ngoài làng. Về mặt thể chất, công trở nên cường tráng hơn bao giờ hết. Thân cao 5 thước, dáng người hộ pháp, một đấm vỡ đá tảng, một đá cây nằm ngang. Tuy nhiên, tính tình của công vẫn như đứa nhóc tuổi nổi loạn, thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, sơ hở là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác. Ngày đánh nhau dưới 2 trận không phải là nam nhi, tu rượu ừng ực suốt tuần mà vẫn tịnh như sáo sậu. Vậy mà, anh chàng có đủ dũng khí để vào nhà thường xuyên đâu, trừ khi muốn bị chị đập một trận cho chừa thói bát nháo chi khườn. Đám trai làng cay cú công lắm, nhưng làm được gì? Cậu quá to khỏe, làm quá được việc, năng suất khéo hơn chục người gộp lại. Đúng, mắc là mắc ở chỗ đấy đấy. Cậu không phải là đứa câm hay nói, què hay đi, lỡ mồm chê lại bảo ghen ăn tức ở, tự khóa mõm nó lại khinh mình yếu kém, đằng nào cũng chết, tức ói máu. Độ mối chuyện có người chị gái như hoa như ngọc, nhìn nụ cười tươi thắm trên đôi môi hồng tự nhiên, nhìn cặp mắt sắc sảo, nhìn khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, mái tóc suôn mượt óng ả dài quá thắt lưng, cùng làn da trắng tựa trứng gà bóc xem, anh chàng nào mà không mê được chứ. Cuối buổi, nhóm hộ tống nhà ai nấy về, một tên trong số đó nán lại gọi công. Hắn hỏi, mày về nhà không? Có. Mày muốn theo tao về nhà à mà hỏi? Giới thiệu chị gái mày cho tao đi, bà ngon mà đéo có người yêu, tao thấy tiếc. Mày nói cái đéo gì thế? Công siết 5 đấm cảnh cáo. Tên ấy chẹp miệng, bố khỉ, chắc tao thèm con mụ già nhà mày. Đeo mẹ, ế còn ra giá. Đến đây, đám trai làng còn lại tái mặt, chúng thừa hiểu công tôn kính chị gái như thần như thánh. Bậy, đụng vào chị gái của công thì đến thần thánh cũng phải sợ nó. Cuộc sống vô thường,
cỏ cây hóa xanh rồi sẽ tàn, con người lớn lên rồi sẽ chết. Chết theo kiểu gì thì không biết, nhưng trường hợp này, ai cũng biết thằng đó chết dưới bàn tay của công. Xin vĩnh biệt. Công trở về nhà, để gọn đồ đạc vào trong phòng khách, không thấy Ngọc đâu, cậu chạy xuống nhà bếp. Quả nhiên bà chị đang hì hục chỗ này. Chị, về rồi đấy à? Công việc ổn chứ? Ổn chị. Nhìn Ngọc ngồi ghế thấp, cong lưng tôm với đống tro đen kịt, công nhếch mép. Già rồi, cần gậy không? Em mua cho chị trống nhé. Thằng mất dạy, Ngọc tức thì ném cái muôi múc canh vào công. Cậu em dễ dàng bắt lấy, xong vẫn phải chịu thua trước nồi gang, chổi tre, dép gỗ. Mày tính ở lại đây mấy ngày? Dạ, không biết nữa, chắc 3-4 hôm. Ừ, giờ đợi tao nấu ăn cho, ra ngoài vừa bẩn vừa tốn tiền. Vâng. À mà này, em muốn nói chị một chuyện. Ngọc thôi đánh lửa, nhìn cậu bằng vẻ tò mò. Nói đi, tối nay mình mới ăn lận, tao ngơi tay xíu cũng được. Công ngồi xổm trước cửa, nghiêm túc đến lạ thường. Chị ạ, em nghĩ chắc em sẽ trở thành nhà thám hiểm. Ngọc vờ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi. Là việc gì ấy nhở? Chị biết mà chị, nhà thám hiểm là đi vào miền quỷ dị săn bắt, kiếm tiền ấy. Cô chợt gõ cong vào nồi, giọng hơi gắt gỏng. Mày thích chết thì mày cứ đi, chị không cản. Thôi mà, Công sán lăn vào chị, bỗng nhận ra cô chị gầy gò đi rất nhiều, sắc mặt kém tươi hơn thường lệ. Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì chăng? Tao có ngăn cấm mày đâu. Biến. Cô chị lấy muôi gõ nhẹ vào trán đứa em. Tao muốn nhắc mày vậy thôi. Nhà thám hiểm là những người chuyên săn quái vật ở miền quỷ dị và bán xác chúng cho nơi thu mua, gọi là điểm giao dịch. Nguồn gốc của miền quỷ dị vẫn là một ẩn số. Hầu hết người ta đồng ý với nhau rằng nó là sản phẩm của ông trời tạo nên. Miền quỷ dị tọa lạc nơi bên kia thế giới, tồn tại hơn 2.000 năm qua mà vẫn chưa có ai đặt chân đến cửa ải cuối cùng. Con người cứ đi mãi không đến đích. Càng tiến sâu, mức độ nguy hiểm càng cao. Để đảm bảo công việc khám phá diễn ra suôn sẻ, con người đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng các điểm giao dịch, điểm tiếp tế tại các cửa ải đã được khám phá, nằm bên trong khu vực kết giới bảo vệ do phù thủy và pháp sư duy trì. Từ cửa ải thứ 1001 trở đi sẽ được xem là địa ngục trần gian. Vì vậy, điều kiện để trở thành nhà thám hiểm chính thức là vượt qua 1.000 cửa ải và 4.000 giờ tích lũy trong việc đánh quái. 1.000 cửa ải thì có thể giải thích, còn 4.000 thì chịu, không có câu trả lời thỏa đáng. Theo một số nguồn ghi chép, cột mốc 4.000 được nhà thám hiểm đầu tiên đặt ra. Theo người đàn ông đó, 4.000 là con số tối thiểu giúp ta thay đổi tư duy, suy nghĩ mà ai kiểm chứng. Chị không muốn em đi đúng không? Em mạnh mà, lo chi? Chắc tao lo. Suốt mấy năm nay mày đi suốt mà, mấy khi gọi nhà đâu. Công hẩy mũi, hừm một tiếng, xin xẹo sang chuyện kiếm tiền nhiều, cầu mong chị gái gật đầu đồng ý. Cái nghề thám hiểm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Vâng, chăm chỉ cậu có thừa, nên kiếm chắc chắn sẽ ổn. Vấn đề là mặt trái của nó, nguy hiểm, bấp bênh. Ngọc sợ em trai gặp chuyện xui rủi, Ngọc sợ cô đơn, Ngọc sợ đủ điều. Chúng là nỗi sợ không thể thổ lộ, hoặc chỉ là cô không dám thổ lộ. Mày khỏe, mày chăm, chị công nhận. Cơ mà đời nó ấy lắm em, nay sống mai chết, biết đâu mà lần. Mày chọn cái công việc như đầy khổ sai, làm xuyên ngày xuyên đêm, không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng liên quan đến sức khỏe, chị làm sao ngồi yên được. Giữa chừng, cô lên cơn ho dữ dội, cho chấu dưới kiểng tỏa khắp nơi. Ấy, công nhanh tay kéo chị khỏi gian bếp. Đợi đám bồ hóng hạ cánh an toàn, cậu quắc mắt nhìn chị. Bữa nay để em làm, chị nghỉ ngơi. Cái họng của chị cứ cỏ cứ như vậy không được đâu. Xúc động quá nhờ, quan tâm đến chị có đấy. Ngọc chống tay cười gượng gạo. Chuyện em không quan tâm đến chị thì quan tâm ai? Thế này nhé, mày nấu được bữa nên hồn, chị cho mày đi, làm được không? Sao lại không? Làm nhà thám hiểm khó gấp bội dăm ba mấy cái nấu ăn còn con. Tự tin là tốt, nhưng nói được phải làm được đấy nhá. Chị yên tâm, em làm tốt. Về sau em đi thám hiểm kiếm bộn tiền, em đưa chị đi đến thành đô ăn uống này nọ không phải trả giá. Ừ, Ngọc cười tít mắt. Và vì nụ cười ấy, quyết tâm của công dâng cao hơn bất cứ tòa thành trên thế gian này. Cậu dõng dạc tuyên bố. 4.000 hay 1.000 cũng chỉ là con số mà thôi.